Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay lại em lại tiếp tục cập nhật cho các bạn những cái loại lan mới đẹp của phiên ngày mùng 5 tháng 1 năm 2019. Trước khi vào đi vào giới thiệu các mặt hàng, em giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là số 0984754102 nhé các bạn. Hôm nay có cả những phần kèn rừng, những phần Trần Tuấn và những phần lan mà về số lượng ít thì em có làm theo từng bó để tiện cho các bạn đặt mua. Bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng luôn. Thì ở đây em có 5 phần Trần Tuấn nhé các bạn. Đó, 5 phần Trần Tuấn, có 2 phần to và 3 phần nhỏ, nó đều bằng nhau nhé các bạn nhé. Đây là cái phần nó thân cây nó cũng nhỏ hơn. Và tất nhiên nhỏ thì nó sẽ được nhiều đầu thân tơ nhé các bạn nhé. Thì những cái phần nhỏ này là mỗi phần là 300 nhé các bạn, à 200 nhé các bạn nhé, em xin lỗi. Em xin báo lại giá ba cái phần nhỏ ở phía bên trên này, mỗi phần là 200 nghìn nhé các bạn nhé. Đó. Phần nào nó cũng đều xem giống nhau hết rồi các bạn nhé. Em đều phân phần cho các bạn là dễ mua. Đó. Đây là những phần này, những cái thân này nó cũng nhỏ nhé các bạn nhé, là 200 nghìn một phần. Đó. Em đếm thử phần này cho đếm luôn phần này cho các bạn xem nó có bao nhiêu khóm nhé. 1 này, 2, 3, 4. Đấy, 5 khóm. 5 khóm, 6 khóm các bạn. 6 khóm, mỗi khóm đều có một thân tơ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, phần này lại có 8 thân tơ này. Những cái phần này thì bây giờ đang có nụ nhé các bạn nhé. Như cây này đây, nó đang sưng nụ ở đây. Đó, nó đang sưng nụ ở trên trên đầu ngọn cây này. Những cây nhỏ nhỏ nó vẫn cho nụ bình thường thôi các bạn ạ. Ông Trần Tuấn ạ. Như cái này đây thì nó đang có khả năng là ra muộn sau đôi chút. Như những lô trước trước là nó đều ra ra nụ hết rồi các bạn ạ. Đây. Đây, này đây ra nụ này. Còn ở đây là phần phần này thì hai phần ở bên giữa này mỗi phần là 3 dề các bạn ạ. Mỗi phần là có 3 dề nhé các bạn nhé. Phân thành dề to luôn cho các bạn. Đấy, thân to và nó cũng đang cho nụ rất là khá là to rồi các bạn. Đấy, như khóm này đây có hai thân tơ đều đang cho hoa này. Khóm này thì cũng có hai thân tơ này. Hai thân tơ đang cho nụ hoa này. Ba thân tơ luôn các bạn ạ. Khóm này ba thân tơ này. Đây. Đấy, đây một thân tơ này, hai thân tơ và thân này nữa đây. Ba thân tơ này. Và khóm này có hai thân tơ này. Đó, đang có nụ hết rồi. Hai cái phần bên dưới này có giá là 450.000 nhé các bạn nhé. Đó. Phần hàng dề này. Đấy, các bạn cứ đặt hàng là lấy phần 200 hoặc là lấy phần 450 thì điện báo cho em để em vào đơn hàng để em gửi cho các bạn. Còn kèn rừng đây thì em còn có mấy phần. Ở trên này đây, em có loại phần 350 một phần nhé các bạn nhé. 1 2 3 4 5 thân tơ, mỗi phần đều có 5 thân tơ nhé các bạn nhé. Là 350. Nó tương đương với chừng khoảng 60.000 một ngọn tơ. 6 5 6 5 7 35 vào tầm khoảng 70.000 một ngọn tơ. Như cái này là đây, 1 2 3 4 5 phần này, 5 thân tơ hết này. Là 350 nha các bạn nhé. Những phần này thì thân lá nó đều dài trên 20 phân trở lên, 20 25 đều đều nhau luôn các bạn ạ. Được khá là nhiều thân ngọn. Là đây, còn ở đây em có những cái phần mà 200 nghìn nha các bạn nhé. Đây là kèn rừng Lào nhé các bạn. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 ngọn. 9 ngọn tơ mà nó ngắn ngắn tầm khoảng 3 4 phân đến gần 10 phân nhé các bạn nhé. Đấy 3 4 phân đến gần 10 cm. Đó, những phần này có giá là 200.000 một phần thôi các bạn ạ. Cái này chúng ta làm giống thì rất là lợi đầu về đầu cây. Đấy. Mỗi phần này là có giá là 200.000 nhé các bạn nhé. Đấy, em có hai loại kèn rừng Lào. Đó, loại cây ngắn là 200.000 và loại cây dài hơn chừng khoảng 25 cm thì là 350.000 nhé các bạn nhé. Đó, nên là các bạn lấy phần nào, lấy phần 200 thì báo cho em là phần 200, còn phần 350 cứ báo cho em là phần 350, em vào đơn em gửi đi cho các bạn. Và đây là những mặt hàng kg. Em gồm có vôi hàng kg, vôi bắc nhé các bạn nhé. Vôi bắc hàng kg. Thì hôm nay em bán giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Hàng đẹp đây. Đó, vôi bắc hàng kg, hàng đẹp. Có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Đó. Hàng đẹp thân tơ lành lặn để gửi đi cho các bạn nhé. Còn đây em còn một chút khoảng 1 kg hàng giống. Ở đây thì có giá là 200.000 nhé các bạn. Hàng giống có giá là 200.000 thôi. Còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa rất là sực rỡ luôn. Nó hoa nó sặc sỡ tựa tựa như là hoa trúc mảnh á, nhưng mà nó thì sai hoa hơn trúc mảnh khá là nhiều. Thân nó cũng mảnh mảnh như vậy. Đây là tam bảo sắc hàng rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Và còn ở đây em có u lồi. Lan u lồi bây giờ đang ra nụ như này. Nụ đang khá to rồi các bạn ạ. Lan u lồi thì có giá là 280.000 một cân. Phiên hôm nay về được 5 6 cân này là hoàng thảo u lồi nhé các bạn nhé. U lồi thì hàng nhà em có chọn lựa thân tơ là lành lặn cho các bạn nhé. Có thân nào nó mà gãy quá thì chúng em lọc bỏ ra, như thân này thì nó gãy đi nửa thân rồi thì có khả năng là không cho hoa được. Thì em sẽ lọc bỏ để cho vào vườn em nhân giống thôi. Hoặc là bác nào mua thanh lý thì em gửi hàng mua, em gửi hàng cho. Đấy. Thân hoa thì tất cả đều có thân chơi hoa lành lặn hết này. Như thân này nó gãy đầu đôi chút mà vẫn còn có những mắt cho chúng ta chơi hoa thì vẫn còn chơi được. Còn đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Giáng hương rừng nên là lá của nó có bị dập gãy đôi chút nhé các bạn. Cái này chúng ta lấy về ghép làm giống lên với giá rẻ mà được trụ to thì có giá là, mà hoa lại rất thơm nhé, cái giáng hương tam bảo sắc này. Còn ở đây là long tu xuân hàng đẹp. Long tu xuân hàng đẹp có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. Đó. Long tu xuân. Hàng dài đẹp luôn, dài trên 20 cm trở lên nhé các bạn nhé. Dài trên 20 cm trở lên. Còn đây là loại hàng giống. Nó từ 5 đến 20 phân và có cả gãy thân nhé các bạn nhé, hàng giống á. 5 cm đến 20 cm thì đấy, hàng giống thì có giá là 200.000 một cân. Đấy. Các bạn thích làm nhà vườn to to, thích nhân giống thì lấy cái loại này về rất là lợi đầu cây mà chúng ta nhân ra được nhiều giò. Đấy. Hàng còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tỷ lệ gãy rất là ít thôi. Tại vì nó là dòng loại này nó thân nó ngắn các bạn ạ. Đấy. Những cái thân trắng trắng này đều là thân tơ nhé các bạn nhé. Đấy, như các bạn nhìn đây, những thân trắng trắng này đều là thân tơ nhé. Đây là lan cẩm báo, loại cây nhỏ nhỏ này. Có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Cẩm báo thì hoa cực kỳ là thơm rồi. Đấy, toàn lá xếp thôi. Lá xếp lá ngắn, bản lá to nữa. Cẩm báo trồng cỡ này lên mà nó lên cây to ở vườn là nhìn cực kỳ đẹp luôn. À và đây, em có những cái phần lan cỡ nó lẻ lẻ. Bó nhất điểm hồng nhé các bạn nhé. Bó này là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng bó này em bán 120 này. Đấy, có một bó duy nhất thôi. Còn đây là bó kim thoa. Bó kim thoa thì em bán 50.000 thôi. Bó kim thoa này hơi rời rời. 50.000 bó kim thoa nhé.
Còn đây là bó hoàng phi hạc. Bó hoàng phi hạc thì bây giờ đang có nụ nhé các bạn nhé. Hoàng phi hạc đang mùa ra nụ rồi. Các bạn ạ, đâu nào. Đấy, như hôm nọ thì em có thấy cái lô đấy là cũng có ra nụ. Hàng này cũng không phải rời lắm đâu các bạn ạ. 100.000 một bó này nhé. Bó hoàng phi hạc 100.000 ạ. Còn đây em có những bó ngọc thạch ba màu. Còn hai bó ngọc thạch ba màu, mỗi bó là 100.000 này. Còn đây còn hai bó tóc tiên rừng Cao Bằng. Tóc tiên lá dài nhá. Là cũng mỗi bó 100.000 này. Đó. Và còn ở đây còn một bó hoàng lạp là 50.000 này. Còn đây là bó nhất điểm hoàng. Bó nhất điểm hoàng này cũng có giá là 50.000 đây. Còn đây một dề nhất điểm hoàng to khủng luôn này. Dề nhất điểm hoàng này có giá là 250.000 nhé các bạn nhé. 250.000 dề nhất điểm hoàng to này. Đó. Dề này về các bạn chỉ việc áp vào một cái cây là chúng ta chăm sóc bình thường thôi. Dề liền dề luôn, rất là đẹp. Và còn ở đây em có thêm một dề Vanda hương chanh đang ra nụ rất là nhiều nhá các bạn nhé. Đây là những cái nụ Vanda hương chanh này. Dề Vanda hương chanh này có giá là 250.000 nhá các bạn nhé. Đấy, dề này em bán rẻ cho mọi người luôn. Em mua được theo hàng kg á, nên là em bán rẻ cho mọi người là 250.000 thôi nhá. Cây đang ra nụ rất là nhiều luôn. Ngọn nào cũng ra nụ này. Em đếm những ngọn cây con nhá. Ngọn to, to nhất này, 1 này, 2 này, 3, 4 ngọn con, 5 ngọn con nhé các bạn nhé, 6 ngọn con luôn. Có tới 6 ngọn con mà một ngọn mẹ rất là dài luôn này. Đó. Ngọn nào đang cho được hoa hết rồi các bạn ạ. 250.000 một dề này thôi, rất là rẻ này. Còn hàng Vanda hương chanh hàng kg thì đây. Lô hôm nay thì toàn chủ yếu cây lá xếp này. Đấy. Toàn chủ yếu cây lá xếp không rồi này. Đó. Giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Vanda hương chanh. Lô này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, toàn là cây lá xếp. Cây nào đang cho nụ hết rồi các bạn nhé. Đó. Đấy. Còn cả đây nó còn có liền dề nữa này. Đấy. Đấy. Dề này là một mẹ hai con. Một mẹ hai con 150.000 này. Bác nào lấy dề này thì lấy này. Đấy, đang hoa rất nhiều rồi. Đấy, lá xếp hết. Còn đây là chồn đuôi chồn bắc, chồn trắng nhé các bạn nhé. Chồn bắc, chồn trắng. Cái này là lô hàng giống thôi. Thì phiên hôm nay bán giảm giá cho mọi người là 160.000 một kg cho các bạn vào vườn. Là 160.000 một kg nhé. Còn đây là lan đuôi chuột. Đuôi chuột có giá là 150.000 một cân. Đuôi chuột lô này cũng khá là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Đó. Còn đây là bạch nhạn. Bạch nhạn hơi héo lá một chút này. Này em bán xả đi cho các bạn. 120.000 một cân nhé. Lan bạch nhạn nhé các bạn nhé. Những cái lá héo héo này về các bạn ngâm hùng nguyễn. Sau khoảng một tuần các bạn phun B1 kích rễ nhé. Và còn ở đây là lan báo hỷ. Báo hỷ thì bây giờ đang ra nụ các bạn ạ. Báo hỷ có giá là 180.000 một cân. Đó, lan báo hỷ nhà em đây. Cây bây giờ đang rất là khô rong, nên là cũng khá là nhẹ cân thôi các bạn ạ. Báo hỷ thì bây giờ đang vào mùa ra nụ, nên là chúng ta nên mua sớm, kẻo cái nụ nó dài quá nó lại gãy hết lúc vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Còn ở đây là môi tua. Môi tua 150.000 một kg nhé các bạn. Đây môi tua 150.000 một kg. Và đây là kiều vuông, kiều cam nhé các bạn nhé. Kiều vuông thân dài. Có giá 230.000 một cân. Sơn thủy tiên hàng thân nhỏ nhưng mà là hàng dề nhé các bạn nhé. Thân nhỏ hàng dề. Các bạn nào thích dề to có dề to luôn này. Dề này chắc phải 2-3 cân. Nhưng mà thân nhỏ nhỏ. Đấy.
200.000 một cân sơn thủy tiên. Đấy. Toàn hàng dề rất là đẹp luôn. Nhưng mà thân nó hơi nhỏ nhá. 200.000 một cân ạ. Còn đây là còn hai bó ý ngọc. Hai bó ý ngọc, mỗi bó là 100.000 nhá các bạn. Đấy. Hai bó ý ngọc này mỗi bó là 100.000 ạ. Đó. Và đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân kim điệp xuân. Dề này có giá là 300.000 nhá các bạn. Đây một dề kim điệp xuân cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một dề kim điệp xuân cực kỳ đẹp này. Có giá là 300.000. Đó. Còn dề thứ hai đây thì có giá là 180.000 nhá các bạn. 180.000 dề số 2 này. Dề số 3 đây thì có giá là 200.000 này. Đó. Các bạn thích hàng dề thì đặt mua hàng dề này, em gửi hàng dề này cho. Đấy. Ba dề này em đánh số cho các bạn là dề 1 là 300.000 nhá, dề 2 là 180.000 này. Và dề số 3 là 200.000 nhá. Đó. Còn đây là hàng kg. Kim điệp xuân hàng kg. Cái kim điệp xuân á chuẩn bị ra nụ nhớ các bạn nhé. Đấy, kim điệp xuân. Lô hàng hôm nay của em rất đẹp luôn ạ. Đấy, cây chuẩn bị đang lên nụ nhá các bạn nhá, nên là chúng ta nên mua sớm để khỏi cái nụ nó bị hỏng lúc vận chuyển nhá. Kim điệp xuân có giá là 150.000 một kg thôi ạ. Còn đây kiều vàng. Kiều vàng hàng nó hơi rời rời. Thì đấy, hôm nay em chia sẻ mọi người là 120.000 một kg nhá, cho các bạn tiện vào vườn trồng. Còn đây phi điệp vàng mới về tiếp một lô. Lô này thân to đẹp luôn. Đấy, thân to rất là đẹp luôn, 150.000 một kg ạ. Phi điệp vàng nhá. Còn đây là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì còn chừng khoảng 3-4 cân, 3 cân gì đấy. Đấy, ý thảo ba màu có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây là trúc mành rừng Tây Bắc. Trúc mành rừng Tây Bắc u rất là to luôn các bạn ạ. Đấy, u rất là to đẹp. 250.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, nó tím tím này. Thân tím lịm luôn. Đấy, rất là đẹp. Từ trên dưới đẹp hết này. U rất là to luôn các bạn ạ. Đấy, những cái u này rất là to. Đó. U cây đây. Rất là to. Loại này cho hoa thì cực kỳ là sai rồi. Hoa sẽ cho màu tím rất là đẹp luôn. Còn đây là long tu đá hoa tím nhé các bạn. Long tu đá hoa tím có giá 220.000 một kg nhé các bạn. Còn đây hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì mùa này nó vẫn còn lá. Hạc vĩ Lào thì nó xuống hết lá rồi các bạn ạ. Hạc vĩ Bắc thì đây thân rất là to đẹp luôn. Đó. Có những khóm nào mà nó khai thác lâu rồi thì nó cũng rụng lá này. Đó. Hạc vĩ Bắc có giá là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Hạc vĩ Bắc cũng đang chuẩn bị đi vào mùa có nụ rồi đấy các bạn ạ. Còn đây mai trúc lan. Mai trúc lan có giá là 200.000 một kg. Các bạn thích lấy hàng dề, lấy hàng dề, lấy hàng dời thì nó sẽ đẹp hơn một chút nhé các bạn nhé. Còn hàng dề thì nó thân già nó khá nhiều. Đấy, như một số thân này là nó bị khô gốc thì em loại bỏ ra. Đấy. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà Thiên ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Là gồm bằng này loại mặt hàng. Các bạn đặt hàng thì xin vui lòng gọi cho em theo số điện thoại là 0984 754 102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.